Đây là cái phần mà mình đã dán keo rồi nè. Dạ. Mình có thể mình đặt lên đây. Để cái cọ quét lên từ từ. À. Rồi mình đẩy lên từ từ. Rồi buông tay từ từ ra. Đúng rồi, buông từ từ ra. Đúng rồi. Hoặc là tứ đại giai không thì tại sao mình lại dắt vàng ở chùa, thì cô có thể Dạ. giải thích. Tại vì á, trong tất cả những cái thứ kim loại thì vàng là quý nhất. Dạ. Nhưng mà mình nghĩ vàng quý nhất thì trên cơ thể của mình đeo thì mình trân quý rồi, mà Dạ. mình đặt cái miếng vàng đó mình đưa lên Đức Phật thì đó là một sự thành kính. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang và đến đây để tìm đến ngôi chùa Linh Sơn Tự. Và đến ngôi chùa này thì có một điều khá là đặc biệt, đó là tượng Phật được dát vàng vào những đòn ngày đầu năm mới như thế này. Bùi Hồ sẽ quay một điều cô bác quý anh chị xem và mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Thì hôm nay mình có chở em mình đi theo để nó làm Kagamen. Bây giờ mình sẽ đi vô đây nha. Rồi, được rồi. À, thưa cô bác quý anh chị, thì hôm nay đến chùa Linh Sơn Tự này thì, ngay tại tượng Phật Dát Vàng thì Bùi Hồ có nhờ cô ở đây là pháp danh là Thanh Trung để mà cùng hướng dẫn cô bác quý anh chị để lên chùa Dát Vàng nha. Dạ, mời cô. Dạ. Tùy tâm có việc thật, như vậy các loại nhất không gì cả do nghiệp, nếu như thấy như thật nhiều hình khác. Dạ. Tùy tâm hành chúng sanh thấy các loại cũng khác, ngàn đánh của các cõi của chân lý liên quan, những tướng cả tốt đẹp trang nghiêm rất thanh tịnh, những thứ liên quan kia nơi các chỗ an trụ bao nhiêu sự trang nghiêm, các loài ý sanh ở và có trong cõi nước hiểm trở không bình thản do chúng sanh phiền não, cái trong đó đi chạy ba bước liên đấu đủ làm thật, các thứ liên sức đẹp chư Phật khiến thanh tịnh trong mỗi thế giới chủng chiếc chiêu bất tư nghiệp. Đây là tượng Phật Dát Vàng. Đúng rồi. Mà trước đây thì em cũng có bạn giới thiệu. Thì cô có thể giới thiệu sơ cho em biết cùng Phật tử biết được không Dạ. Xin chào mọi người. Đây là tượng Phật Dát Vàng Quán Âm Tự Tại. Tượng này do đích thân thầy trụ trì của mình ở chùa Linh Sơn này đã tạo tác ra. cô? Dạ. Thì làm trong vòng 6 tháng. Ừ. Và tượng này là tượng Phật thứ tư để mà mình để ở tại chùa để mà mình thờ tượng ở đây. Và thầy có cảm hứng là thầy nghĩ là bây giờ tượng Phật của mình á, bình thường á, thì Phật tử mình đến á, Dạ. chùa, cái nơi mà Phật tử mà thường xuyên nhất cúng lại thì tất cả các công đức đúc chuông nè, tạo tượng nè, rồi thành mình làm xây chùa thì Dạ. cái công đức dát vàng là công đức lớn nhất, cho nên thầy đã nghĩ ra cái vấn đề là làm cái tượng cho tất cả mọi người đến để dát vàng. Đây là những cái khối vàng thật chứ không phải là vàng giả nha. Ở đây là vàng giả để dát là làm để cái làm nền. Dạ. Cái phần này là vàng thật. Ờ. Hôm nay quý Phật tử đã đến để dát vàng được cũng khá nhiều. Đó, mình có cái phần vàng thật và vàng giả nè, mình nhìn thấy nè, hai cái nó khác nhau nè, À, bên đây là hai cái vàng giả màu. hay cô ha? Đúng rồi, Bên đây màu là này là vàng thật. vàng thật, À. màu này vàng giả Dạ. đó. Thì cô có thể cho con biết là về bao nhiêu vàng được dát lên đây rồi? Từ ngày mình giác cho tới hôm nay á là đã hơn 4 hộp vàng này. Dạ. Một hộp vàng nó là như vậy ha. Dạ. Mình ở trong hộp vàng nó sẽ có 20 quỳ như thế này. Dạ. Mỗi một quỳ như vậy là 100 tờ. Dạ. Cái này là cái tuổi vàng định lượng của nó là 9 tuổi 8. Cho nên 100 tờ này nó mình vác ra thì nó sẽ ra cái miếng vàng đó, mình khi mình tháo ra nó là như vậy nè. Nó rất là mỏng, nó mỏng vô cùng cho nên là cũng Cái này là Phật không. tử dán thôi cô hả? Đúng rồi, mình để cho Phật tử tự À, dán. vàng này là vàng 24 cây à? Đúng rồi. Ừ. Mỗi một hộp như thế thì trị giá là bao nhiêu tiền hả cô ha? Một hộp này trước đây á mình mua là 15 triệu 500. Sau đó mình mua lần thứ hai nó là 16 triệu một hộp. Ồ, vậy thì hiện nay là cô nói là bao nhiêu, mình đã giác được bao nhiêu vàng lên đây rồi? 4 hộp. 4 hộp à?
Dạ không biết. Vậy là vàng này là vàng lát mỏng nha. Đúng rồi, vàng nó lát mỏng ra. Nó lát từ mỏng, mỏng thật mỏng cho nên mình rất là sợ gió. Yeah. Sợ gió bởi vì xung quanh ở đây đều bao bọc bằng cái bao ni lông lại hết, không có cho mọi người thấy được cái ở bên ngoài. Cô cho hỏi là tại sao mình lại lấy, thầy lại lấy cảm hứng là từ Quan Âm tự thế Quan Âm tự tại. Quan Âm tự tại lại cảm hứng lấy từ tượng Phật này mà phải là tượng Phật khác. Tại vì trong tất cả các hình tướng của Đức Phật Quán Thế Âm thì Ngài luôn luôn là cứu khổ cho tất cả mọi chúng sanh. Yeah. Thì cái tượng Quán Thế Âm á, là thường thì tất cả các tự viện đều thờ tượng đứng hết. Nhưng mà ở đây thầy có cảm hứng là làm tượng ngồi trên cái thế tự tại. Do gì trong cái bài kinh Bát Nhã, về cái bài kinh Bát Nhã đó nó có câu là Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì nó là một cái đức của Đức Quán Thế Âm đầu tiên nhất. Ngài hành trì cái đức phổ hiền của Ngài, Đức Quán Âm của Ngài á, là cứu độ chúng sanh nhiều nhất, thành công nhất. Cho nên thầy mới nghĩ ra cái cách này. Về chiều cao cũng như là trước đây thì này làm đắp xi măng trước đúng không? Đúng rồi, mình đắp á. Đầu tiên thầy làm một cái tượng phôi mẫu bằng đất. Rồi từ cái phôi mẫu đó thầy mới đắp ra tượng thạch cao. Rồi sau khi đắp thạch cao thì thầy mới bắt đầu cho ra một cái tượng bằng silicon khuôn. Rồi từ đó mới đổ ra bằng xi măng này. Lúc nãy ấy thì em vô á, thì vô chùa mình em không biết như thế nào mà thầy lại đặt tượng ngay trong vị trí này mà không ở chùa chứ. Dạ, tại vì ở trong này á, là cái khu hậu viện của chùa. Sau này thầy sẽ làm cái khu này là cái khu chư tăng để an trụ để mà mình tu tập. Thầy đặt ở trên này để cho nó cho quý thầy đến để tu tập. Có một điều là nếu như thì mình tượng Phật giấc vàng này thì Phật tử á, không hiểu á, thì người ta sẽ nghĩ khác. Ta nói là như bản thân những người không hiểu, ta nói là Phật là tứ đại giai không, thì tại sao mình lại giác vàng ở chùa thì cũng dạ. Giải thích. Tại vì á, trong tất cả những cái thứ kim loại thì vàng là quý nhất. Dạ. Nhưng mà mình nghĩ vàng quý nhất thì trên cơ thể của mình đeo thì mình trân quý rồi. Dạ. Mà mình đặt cái miếng vàng đó mình đưa lên Đức Phật thì đó là một sự thành kính rất là lớn. Dạ. Mình kính trọng, mình tôn trọng dữ lắm mình mới đặt cái vàng mình tặng cho người ta. Thì mình kính trọng, mình tôn trọng Phật thì mình giác cái án vàng lên cho Phật để mình cảm thấy đó là một sự thành kính của mình lớn nhất. Em thì được biết đó, thì trước đây thì mình tượng Phật thì đúc đồng, xi măng người có đúc đồng. Hôm nay thì có lẽ là đây là tượng Phật giác vàng đầu tiên. Cô có thể cho em dán một miếng được không? Dạ được, xin mời. Thì hôm nay thì mình sẽ được cô Tranh Trung ở đây cho mình giác một miếng vàng lên tượng Phật như thế này. Dạ làm đâu ạ? Nó đi. Dạ. Để đây. Em cầm đi. Đúng rồi, em cầm đi. Đây là cái phần mà mình đã dán keo rồi. Dạ. Mình có thể mình đặt lên đây. Đấy, cái cọ quét lên từ từ. Rồi mình đẩy lên từ từ. Rồi buông tay từ từ ra. Đúng rồi, buông từ từ ra. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Đó như vậy. Đó. Thấy vậy chứ cái công việc mà giác nó cũng khó lắm chứ đâu phải dễ đâu. Mà keo này là keo gì hả cô ha? Dạ, mình cái keo của mình đây. Keo dầu bóng. Nó là chuyên môn để dùng để dán vàng. Miếng vàng này rất là mỏng luôn á. Đúng rồi, nó mỏng lắm. Cho nên là mình quét rồi chứ mình không dám lấy cái cọ mình quơ lên lại. Dạ. Để khi nào nó khô mình mới dám mình quét ra. 100 miếng là 15 triệu, 16 triệu. Một bịch, một hộp như gì là một hộp á là 20 quỳ này. Dạ. Một quỳ 100 miếng. Mà 20 quỳ nó mới 16 triệu. Tính ra một quỳ là 100 miếng như vậy chỉ có 800 ngàn thôi. Ở đây là mình mới vừa giác xong nè, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây đó, phần này á là chưa giác xong. Đó.
và đây là vàng giả. Còn đây thì mới là vàng thật. Thì nếu như mà Phật tử mà lên đây giác vàng hả cô? Thì khoảng bao nhiêu, cô có ước lượng là bao nhiêu miếng như thế này mới giáp được cái Quán Âm Tự Tại tượng này không? Cái này cũng không biết là bao nhiêu nữa, tại vì mình đã dán gần như là mình dán hết 4 hộp rồi thì nó mới có được có cái phần thân ở phía dưới thôi à. Còn toàn bộ phần thân trên thì chưa có dán. Như cái phần này là chưa dán mà không? Đúng rồi, phần này là mình chưa dán được. Phật tử là lúc đầu tiên á, mình cho họ đến họ dán ơn á. Họ không có biết được cái cách dán á. Là cái mình để cho họ dán. Bây giờ cái phần này mình chồng, dán chồng vô luôn. Đúng rồi, mình phải dán chồng lên. Cô cho em xin một miếng nữa nha. Đem dán chồng lên cái phần áo của tượng. Cái phần dán chồng đó. Đây hả cô ha? Đúng rồi. Lật ngược lại để nó dính cái tay hết. Nó mỏng quá cho nên nó đây. Rất là dễ bị xước. Đúng rồi, lật xuôi như vậy. Mình cầm vàng mình đúng luôn quá. Rồi buông từ từ nhẹ nhàng ra. Rồi mình đẩy dây cọ lên cao. Đúng rồi. Đó, đẩy lên cao lên nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chắc có lẽ là mình rung quá mình dán nó không dính. Dán nó không dính. Với lại công phu quá cô ha. Dạ. Yeah. Bây giờ miếng này như thế này sao? Đây đây. Để mình làm lại cho. Nó không dính đâu. Dạ. Yeah. Nó không dính thì mình cho nó vô trong cái này. Đây. Cái chỗ này nó là cái kẽ sâu nè. Dạ. Yeah. Mình cho những cái kẽ sâu này nó vào những cái này. Nó sẽ dính đi không có. Một miếng vàng nó dính vô ngón tay. Mong là hôm nay thì quý Phật tử sẽ đến đây để có thể phát tâm để mà cùng nhau dán lên những cái miếng vàng để mà cho xong cái tượng này. Đây. Dạ. Mình dán như vậy ha. Ở đây. Đẩy nhẹ nó thôi, không cần mạnh. Không cần làm không cần mạnh tay nó quá. Rất nhẹ tay. Dạ. Nhìn quá đẹp ha. Cũng từ đường xá xa xôi về lại đây mới biết được. Và đây nè, thấy dán cái này cũng rất là công phu nè. Đúng rồi, cái phần này mình dán hôm mùng 3 Tết đó là mình dán tới đây. Này là cô dán hết ha. Dạ, Phật tử mỗi người đều dán đó chứ. Mỗi người lên thì cái mình cầm tay mình dán lên để cho họ dán cho nó được đẹp. Dạ. Chứ họ tự dán thì nó lại không được này, đẹp. Cái phần cánh tay thì cô bác của anh chị thấy rõ nhất ở chỗ này. Dạ. Đây. Đây chỗ này dán xong rồi, cái này là chưa dán nè. Dạ. Và vàng này là vàng 24 carat cô ha. Dạ đúng rồi. Tuổi vàng là 98%. Đúng rồi. Không có đồng nên là nữ là vàng nó dễ dẻo, cái chất dẻo với lại lát mảnh thành nữ hay là thấy vậy chứ rất là khó dán. Chính vì nó mỏng quá cho nên mình phải cầm bằng hai tờ giấy mình kẹp nó lại. Dạ. Chứ còn nếu như mình cầm không bao giờ mình cầm được. Cầm không là nó sẽ dính vô tay mình liền. Nè. Ha. Dạ. Ha. À. Nó rất là mỏng cho nên mình không có dám đụng vô nó. Dạ. Cầm giùm anh đi. Bên này nè, dán lại. Đây để em để cho con em dán lại cho con. Giờ muốn dán đâu nè? Em dán đây nè, đây còn nè. Đúng rồi. À, đây đúng không con? Đúng rồi. Mình cứ đặt vô mà mình đẩy nhẹ lên từ từ. Đừng có rung. Cứ buông ra từ từ như vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Đẩy đều lên cái miếng vàng là được rồi. Đúng rồi. Đây. Rồi. Xong. Còn như thế này là lấy cây cọ quét lên. Dạ. Coi như là xong rồi đó. Sau khi có gió vô thì vàng nó sẽ tự dính vô à? Không. Dính cái luôn. Này sau khi mình làm xong rồi chị sẽ xử lý nó lại cách là nó khi cái keo nó khô cái mình quét nó lại nó liền hết toàn bộ.
Dạ, đẹp quá. Thì Phật tử đến đây thường đến đây nhiều không cô? Phật tử đến thì cũng đây ra là không có đông lắm. Dạ. À, có mấy ngày Tết thì cũng có đoàn lên. Đi lên cũng lai ra đoàn vài chục người, hai chục người, mười mấy người lên gì đó. Đi lai ra. Dạ. Thiệt mà đến đây để mà gặp được cái tượng Phật mà giác toàn bộ bằng vàng như thế này nè, Quán Âm tự tại, cũng là một điều quan hỷ ha. Dạ. Ở phần trước thì chưa dán nhiều ha, phần áo á cô. Đúng rồi, phần trước áo là mình chưa dán gì hết. Dạ. Mình chỉ dán ở hai bên hông thôi, tại vì nó dễ dán cho nên Phật tử dễ lên để mà giác nó. Còn cái ở phần trên thì nó có. Phần chân rồi dán cũng xong rồi. Đúng rồi. Khi mà dán như thế này á cô, cho mỗi là việc dán vàng lên là một người Phật tử bình thường thì dán vàng lên đây á, thì đối với những có công đức gì cho Phật tử không cô ha? À, theo như kinh của Đức Phật có giảng á, thì cái người mà dát vàng lên tượng Phật á, thì đời kiếp sau họ có cái thân vàng kim rất là óng ánh, rất là đẹp. Thì cái đó là một cái thân tướng hảo của một con người. Cho nên là mình có cái lời kinh như vậy mà mình nghĩ là mình sẽ làm được như vậy. Cũng có nhiều người đến nhưng mà họ điều gì một cái sự tò mò cũng có. Rồi mình đến để mà giác vàng mà một cách thành kính cũng có. Rồi có đến nhưng mà không muốn dán, cứ đứng đó nhìn chơi vậy thôi cũng có. Có nhiều người hôm bữa ngày mùng 2 Tết có bà cụ lên 85 tuổi thì cụ lên tới đây. Xe chạy lên tới trên này luôn thì cụ mới nói là năn nỉ cô cho con dán đi. Mà con dán ở trên này không được, tại lúc đó đang dán ở phía trên cao. Cái bà lên không được, cái nói năn nỉ cô cho con dán đi. Tại ở dưới này thì mình chưa có quét keo cho nên mình chưa có dán được. Cái nói thôi bà cụ ơi, nằm nghỉ đi rồi tí nữa đi con quét keo dưới hoa sen cho bà cụ dán. Ừ, dán được mừng quá. Mà dán con tắm mà con buồn lắm, thôi giờ cuối đời rồi con không có còn cơ hội nữa để dán, thôi cho con dán 10 tấm đi. À, thì ra quét keo lên cho bà dán được 10 tấm bà mừng lắm. Nói là trời ơi con công đức này con cũng cảm ơn cô nhiều, tại vì không có thể nào mà có thời gian nào mà để đi được nữa. Mà cũng không có cơ hội để mà có được cái lần làm như vậy cho nên là bà mừng lắm. Gia đình đến chụp hình quay phim xong rồi cứ làm vậy đó rồi gửi cho con cháu rồi này kia đặng xem. Thấy bà mừng mà bà rưng rưng nước mắt, thấy tội lắm. Dạ. Mà thấy thương dữ lắm. Nhìn sau khi mà giác phần vàng lên á thì dạ, cái độ thẩm mỹ nó cực kỳ cao. Dạ. Cô bác quý anh chị thấy phần ở trên khi mà mình không biết nhìn qua cái camera thì như thế nào, phần ở trên khi mình phủ một lớp vàng giả lên á thì cái độ sáng nó nhiều, nhưng mà về cái độ sắc, độ đẹp của nó thì không bằng cái phần ở dưới chân, và mình có thể phân biệt được đâu là vàng thật vàng giả luôn. Mình ví dụ như ở cái phần chân thì cái phần này chúng ta có thể màu vàng nó không phải là vàng sáng chói lóa giống như trên kia, mà nó là một cái màu vàng nhu. Đúng rồi, nó nhu hơn, nó nhu lại, nó làm cho cái màu của nó nhả xuống nhìn nó sẽ đẹp hơn cái màu vàng thật, vàng vàng giả đó, nhìn nó có độ thật hơn, nó không có nhìn thấy nó giả tạo. Thường ta nói giả tạo thường cái gì nó cũng sáng loáng á. Cái này chắc khoảng hết năm nay thì mong Phật tử đến đây cũng dán để cho tượng Phật càng ngày càng đẹp hơn ha. Dạ, cũng mong là như vậy. Cũng cảm ơn mấy anh nhiều lắm, nhờ có mấy anh đến quay gì vậy nè, rồi cái Phật tử người ta coi người ta mới thấy được. Yeah. Rồi cái người ta đến người ta nói nhờ coi YouTube mới biết được có tượng Phật, chứ không thôi đâu có biết đâu, nào giờ đâu có biết được có tượng Phật giác vàng gì. Hiện nay là tượng Phật ở đây như là bao nhiêu năm rồi cô? Lúc mà thầy làm cho tới bây giờ á là 2 năm rồi, nhưng mà giác vàng á thì mới có giác vàng được khoảng 2 tháng nay thôi. Trước Tết tới giờ 2 tháng. Con nhìn ở trên cái phần mà cộng dây chuyền á. Dạ. Nhìn đẹp quá. Thầy làm tỉ mỉ lắm.
mấy cái đó mình mua mấy cái hạt đồ này kia về mình dán vô, mình đính vô, mình làm tỉ mỉ từng chút một. Quán âm tự tại. Yeah. Ở đây thì đây là chùa Linh Tự, Linh Sơn Tự. Linh Sơn Tự. Yeah. Và khi đến xã An Phú thì mình lên bản đồ Google Maps thì cũng có thể là chị đến đây luôn. Chùa Linh Sơn. Dạ. Yeah. Cô bác của anh chị thấy ở đằng sau nè, nguyên một bịch luôn rồi kìa. Dạ. Yeah. Tôi nói nãy con dán bao nhiêu bịch vậy không quên rồi. Dạ, 4 hộp hơn. 4 hộp à. Dạ. Yeah. Quá đẹp luôn, để quay lại một lần nữa cho cô bác quý anh chị thấy. Có về Linh Sơn Tự ở xã An Phú, huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang thì về đây cùng chiêm ngưỡng tượng Phật cũng như là giác vàng lên như chia sẻ của cô. Yeah. Hiện nay thì cái công trình của mình cũng còn đang làm cái phần mái cũng đang dang dở hả cô? Dạ yeah, đúng rồi, còn mọi thứ còn nhiều thứ dang dở lắm. Tại vì sư phụ mới có khởi công để xây dựng sau này thôi. Yeah. Chứ hồi trước tới giờ thì lúc mà sư phụ về đây á, thì cũng mới có 5-6 năm nay. Rồi xin được cái nguồn tài trợ ở trên thành phố về thì sư huynh đệ của sư phụ á, là sư bác Tấn là thầy Hoàng Tri ở chùa Vạn Đức á. Sư bác mới hướng dẫn cho là Phật tử về đây để mua cái phần đất ở phía sau hậu viện này. Chứ ngày xưa thì cái đất của chùa nó xíu à, nó ăn trước mặt trước có một chút xíu thôi, rồi cái mới mua được cái hậu viện này rồi mở rộng ra rồi mới làm thêm ở xa này. Cho nên là cái khu mình xây dựng đó, nó còn mới lắm, nó còn nhiều dữ lắm, chưa có được cái gì á. Hôm nay đến đây vui á. Yeah. Thưa cô bác quý chị thì hôm nay thì buổi hồi đến Linh Sơn Tự này cũng như là đến xã An Phú, huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang để quay cho cô bác quý anh chị biết về một cái tượng Phật Quán Âm Tự Tại giác giang. Thì hiện nay thì công trình ở đây á, cũng còn đang làm dang dở. Thì quý Phật tử nào có muốn phát tâm thì hoặc là lên đây để mà chiêm ngưỡng cái tượng Phật giác vàng thì về đây thì sẽ có cô Thanh Trung ở đây sẽ hướng dẫn cho. Và mong video clip này lên để mong cô bác quý anh chị xem sẽ thấy được sự an lạc ở trong video clip, và chúc sức khỏe của bác quý anh chị nha. Đây là những cái chi tiết rất là công phu chứ đâu phải là bình thường đâu. Đúng rồi. Mình dán như chăng cái góc kẹt đó là những cái chỗ đó là rất là khó, cho nên mà thường dán nó là Phật tử chỉ nên dán được những cái chỗ mà nó ở bên ngoài thôi. Yeah. Còn những góc như vậy mình phải tự dán. Tức là những cái chi tiết dễ thôi. Đúng rồi, chi tiết nào dễ thì Phật tử dán, còn những chi tiết khó như vậy nè mình phải tự dán. Tại vì khi mình nương cái miếng vàng cho nó nằm sát vô trong cái kẽ này nè, nó không dễ chút nào. Đã nằm ở bên ngoài thì nó đã khó rồi, mà nương vô trong cái góc kẽ này nó lại càng khó hơn nè. Mình phải làm sao cho nó thật sự nó sát vô hết, nó đều hết đi cái miếng vàng như vậy nó mới là